lỡ trầm vừa đó pháp mà giới ai xa đưa hai hội Phật điều mừng ai đâu đâu cũng thấy kết vâng. Nhật ra hồng án nga nắng tam bà phát việt hồng nga nga nắng tam bà phát việt nhận ra hồng ta bà chẳng ở lương lâu dài sớm liệu tụng kinh cứ vân đài hai sáu nguyện vương tiêu tội hết ba nghìn quá Phật vui lòng soi hoa sen tây trúc đầy thơm ngát và một nam diện đưa tấu tươi dài kiến tiểu tai thêm tuổi thọ dẫn vàng bốn mạng được yên vui mười hai nguyện lớn giao chủ đông phương bốn chín đèn soi sang đàn trưởng bảy bảy đức chơn thường lễ bái tán dường hàm tại tai nạn đưa to trường nam mô dược sư ai hỏi vận bồ tát nam mô dược sư ai hỏi vận bồ tát nam mô dược sư ai hỏi phật bồ sư lưu ly quang vương phò ghệ nam mô tiêu tai viên lý quang dương phật
Thì trong quang minh nói thần chú rồi trái đất trong đồng phóng đại quang minh hạ thải chúng sinh bình khổ đều trừ được vui yên ổn ông mạng thụ này. Thì nếu nhân tam dưới huynh ấy thăm rồi xúc miệng sạch rồi tụng chú 180 lượt vào thức ăn. Đang đó Bồ Đề với thế cho nên ông mạng thù ơi, nếu có nam nữ cứ nhân nào mà có lòng tôn trọng cung kính cung dường Đức Phật dược sư lưu ly quang như nên thường trì chú chớ để lãng quên con nữa này ông mạng thù sư lợi nhiều còn. Của Ngài Dương Sư Lô Lễ Quang Như Lai ứng chanh đặng giác nghe rồi tụng trì sáng sớm trơ dậy xía răng tâm rồi xúc miệng thanh sạch chân các hoa thờ hương đốt bôi và các âm nhạc cung dường tường Phật đem kinh này ra hoặc mình diễn hòa vào người gian nhớ tâm chiều nghe chiều nhau lấy nghĩa đôi dời phá dư phải sắm anh thầy các món cúng dường đồ để nuôi thân thái điều cấp cho đừng để thiếu thốn như thế liền được chứ Phật hộ niệm cầu gì cũng được và được cả đến đào hoa bồ. Bây giờ đồng tử mang thù sư lời bạch Đức Phật rằng lại Đức Thế Tôn con thề đến khi đời tưởng pháp chuyện con đem rất nhiều. Thượng thiện khen ngợi thanh tâm thiện nam thiện nữ được nghe danh hiệu Thế Tôn vừa sơ lô ly quan như lại cá đông khi ngủ cũng đem hiệu Phật giá ngộ vào tay. Đừng Thế Tôn nếu ai cho đọc tụng kinh này hoặc là thiên thiết giảng khơi người tự mình viết hoặc báo người viết hoặc là tôn trọng cung kính kinh này đem nhiều các thức thường thường và phương đó hương voi đàn quá anh là phương lòng âm nhàn đế mà cúng dường lấy sợi ngô rắn làm tôi đứng kinh quét rửa nhổ sạch tiết lắm tòa cao làm chỗ để kinh. Bây giờ sẽ có bốn đại thiên vương cùng với quyến thuộc thiên chung khác mấy mươi trăm nghìn điều đến cho ấy giữ gìn cung dường bạch Đức Thế Tôn. Nếu chỗ nào phát kinh báo này ra ở đây nhà công đức và nguyện của Đức Thế Tôn vừa sư lũ lê quang như lại được nghe danh hiệu nên biết trò ấy không còn có người bị chánh dữ dội chẳng ai còn bị bọn thần quỷ ác đọt tinh khí đi rồi lại được thân tâm yên vui như của Đức Phật bao ngày mang thù sư lợi đúng thật như thế đúng thật như thế ông nói đúng lắm ông mang thù ơi nếu có thiền nam thiền nữ tinh tính mà muốn cúng dường Thế Tôn giờ sư lũ ly quang như lại thường hết phải tạo hình tượng của ngài lầm tòa thanh tịnh mà rước tượng lên càng thứ qua đồ càng thứ hương dùng nhiều tràng phan trang nghiêm cho ấy bảy ngày bảy đêm chiều giữ được đủ tám phần trai giới ăn uống thanh tịnh tâm rồi sạch thơm quặn ngào thanh tịnh tâm phải thanh tịnh không chúng dần đâu không chúng dần giữ nào ai đến này đòi giới hà tại các loại
lợi ích. Vui ngự hỷ xã bình đẳng như nhau đàn hạt tăng, nhiễu quanh tường Phật về bên tay hữu lại phải nghĩ nhớ công đức bản nguyện của Đức Phật kia đọc tụng kinh này suy nghĩ. Rồi làm diễn tiên khai thị cho người thấy, rồi thì muốn cầu gì cũng được, cầu sống lâu được sống lâu, cầu giàu sang có đường giàu có, cầu quán chứng được quán chứng, cầu con cái được con cái. Hoặc có người nào bỗng thấy mộng ác, những hình tướng ác, hoặc chim quay ác ở đâu đến đầu, có làm sự quay ác hiện ra ngay chỗ người ấy. Nếu đang tăng nhiệm mau cũng nên cũng giờ đừng thế tôn giờ sơ lô lê quan như lai thời nhận mong an nhận hình tượng an nhận đêm chẳng lành đều viên mặt chẳng làm ai được thoát xa hai tai nạn thi quả binh đao đào ác chéo leo hiểm nghèo dối giữ sư tử hầm sôi gắn một quả mới rồi nếu ai giống lòng đem đứng qua kia công kinh cúng dường tài tài ấy tài điều dài toàn đều có được cả xâm lấn quấy gói dần cứ ba ván lọn người cung kính niệm Phật Đức Phật kia cũng đều giải thoát còn nữa này mạng thù sư lời nếu có những người thiện nam thiện nữ lòng tin chân tình cho hết đời chẳng thờ thần khác chỉ dốc một lòng quy Phật pháp tăng chiều giữ năm giới quan năm giới mười giới bốn trăm giới bồ tát hai trăm năm mười giới vĩ sâu năm trăm giới hiệu cuộc kia cùng kinh cúng dường thì chẳng sanh vào ba đường ác, hoặc có đàn bà tới khi sanh nợ chịu cất đông sanh kia tinh căn chẳng đủ nghe nói những chỗ hành vi rất sâu ủa đừng mong mà nghĩ ta gần làm gì vậy niệm danh hiệu vẫn có hai giờ xứ lô ly hoàng như lai mà được ngay những tăng lợi công đức nhiều đến như thế vì chẳng tinh tế sinh ra vị ván người đó ở chỗ đêm dài tôi mình mất hết lợi lạc đó các đường ác chuyện mãi không cùng Phật bảo A Nan những hữu tình ấy chẳng nêu thế tôn giờ thư lô lê quan như lai giống lòng đi đèn chẳng sinh nghi qua thì không khi nào phải đo tú ông A Nan ơi đó là những chỗ vì gốc sâu của các đường phần rất khó tin lắm rất khó hiểu lắm mà nay ông chịu tin được như thế thời trên biết là điều nhờ quay lực của Phật Như Lai. Này ông A Nan à, thay các hoàng thánh nhân đồng giang và các Bồ Tát còn chưa đăng địa đều chẳng tin nếu đừng đúng như thần thì tự một hàng các vị Bồ Tát nhất sanh sợ hãi. Ông A Nan ơi làm được thân người đã là khó lắm, được biết kinh tinh tôn trọng tam bảo cũng là khó lắm. Tôn giờ ngẫu lô lê quang như lai thường lại khó hơn ông A Nan ơi, nhân hạnh bồ tát nhân phá phương tiền những nguyện lớn lao của đấng bằng giờ từ lô lê như lai nếu ta nói ra suốt trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp mau hết mà những hạnh nguyện phương tiền của ngài vẫn không thấy hết trong trung bấy giờ có đại bồ tát cứu toàn liền từ chỗ ngồi đứng dậy kêu áo ở dãy bến hồ quỳ gói bến hồ sang xuống tầng ra cuối mình chấm tay mà bánh gần bạch đức thế tôn khi tượng pháp chuyện có những chúng sanh
khó ăn áo chẳng ăn uống được, khổ đau mỗi khổ thay ca tương tốt thời chết hiện ra, cha mẹ thân thuộc bạn bè quen biết xung quanh than khóc, thân người ấm kia dẫn để mà thấy nhớ nhớ của nhiên ma dẫn thần lực mình đến trưa có tòa pháp dương nhiên ma nhân loài hữu tình người nào cũng có thân cầu xin người ấy làm gì tội hay là phúc thần đều chém đủ rồi đem trên hết cho vua nhiên ma. Bây giờ vua liền sẽ hỏi người ấy tin toán mọi việc người ấy đã làm theo chỗ tội phúc ấy mà sự đoan. Lúc đó những người thân thuộc của người ấm ấy nếu hay quy Đức Thế Tôn dược sự lưu lý quán Như Lai cho người ấm ấy tin các chúng ta nguyện đóng kính này đó đèn bái trần theo lá vốn tầng nam giang nói bằng tầng thân người ấy quan là chỗ đó mà được trở về từ thấy rõ ràng như trong giấc mộng hoặc qua bảy ngày tháng ba mốt ngày hoặc 35 ngày hoặc 49 ngày thần thức người ấy khi được trở về như thành tâm anh nhớ biết được các qua bao khổ các nghiệp thiện các nghiệp văn thiện gì tự chân lấy qua báo của nghiệp nên chừa cho đến khi mắng nạn trên cùng chẳng dám làm những nghiệp ác nữa vì thế cho nên những người tỉnh tinh thiện nam thiện nữ nơi trời niệm danh hiệu dược sư lưu lý quán Như Lai tùy sức mình mà cung kinh cung dường. Bây giờ đang hỏi ngài cụ toán bằng tiền nam tự cung kinh cung dường đấng Thế Tôn giờ sư lưu lý quán Như Lai vậy nên lấy nào ngài cụ thoát nói thầy đừng nếu có người âm muốn thoát bệnh khổ nên vì người ấy bảy ngày bảy đêm chiều giữ cho đủ 8 phần trai giới nên tùy sức mình sắp các thức ăn uống và các đồ dùng cung bí sô tăng đêm ngày sau buổi ngày mai anh đã cung kính cứu giờ đừng thế thôi giờ sẽ lưu ly hoàng nhớ lại đồng đồng kinh này 49 lựa tâm 49 ngọn đèn tạo quái hoa tượng bảy ngọn đèn mỗi món đèn sáng to bằng bánh xe xuống 49 ngày không lúc nào tăng làm một lá phương ngô sáng dài 49 gần tay vai đẹp mộng xin các loài đồ 49 thứ thời có thể qua tai nạn nguy ác chẳng bị chết uổng mắt nguy hại mấy ông á nan lại còn như khi các vua quan định và lợi hơi nàng khởi lên như là những nạn nhân dân tật dịch nước khác lân bức trong nước phản nghịch sao là một ca nhân thân nguyện thân mưa gió trái mùa đến mùa chẳng mưa các vua quan định và sang đây lại bây giờ đợi thai hộ tình gửi tâm từ bi tha thứ tù tội theo pháp cúng dường nói kia cung kinh cung dường Đức Thế Tôn dược sư lưu ly quang Như Lai nhờ thiện căn ấy và sức ban nguyện của Như Lai kia khiến cho cả nước liền được yên ổn mùa gió thân tài lúa cây được mùa hoa tài ổ tình do bệnh mừng vui ở trong đường ấy không có những thần bảo án dược so nào hay hữu tình nhưng người ác thái đều biến mất các vua quán định và sát đê lời sống lâu mạnh khỏe vô bệnh tự tại lợi ích điều tăng này ông á nan nếu các hoàng hậu hoàng quý công chúa thái tử vô từ đại thần tài tướng thế nữ trong cùng các quan già dân bệnh khổ và nan gì cũng nên dùng cây phương thần nằm sắc thấp đèn tiếp sang phong sanh các loài
các thứ hoa đốt các hương thơm bình được khỏi hết nạn điều giải thoát. Bây giờ đang hỏi ngài cô thoát bành nén nắm tự tại làm sao mà mang người đã anh có thể tăng thêm ngài cô thoát nói kính bành đại đứng ngài ha chẳng nghe như lại nói có chinh thư chết đoạn bây dậy thuyền làm đèn phương nói màn tu mọi phước đức vì tu phước nên hết đời thơ màng chẳng mắc khổ a nan nói rằng chính thơ ông ấy là những gì ngài cố toan nói nếu chúng hộ tình bình tuy nhẹ mà không thầy không tố có người trong năm hai có gặp đây lại có trai thua từng chẳng đăng trên mà mãi đáo yêu nghe thế gian nói nhắm và phố sinh ra sợ ái tâm chẳng được khen xem bôi thầy sâu duyên nhiều chúng sanh cần giải thần thanh cầu ma quỷ cho đến vạn cho hạnh phúc muôn móng sao thêm dần chẳng thế được ngu si mê hoặc mê tín tà kiên thành ra chết cuốn đọ vào đại ngục không có ngày ra như thế rồi một thư chết uống hay là kẻ bị dương pháp sự tử ba là những gà săn bắn chơi bài sẽ nắm tù săn gồng gà quá đồ ý loài phi nhẫn đoàn mẫn tinh khi thành gà cha nộn bốn là chân trái năm là chân đuối sao là chân gì càng loài thịt bảy là chết vì ngã xuống sườn nuôi tam là chết vì chúng phải thuốc độc bùa chú hiền đưa tay ma đứng về ngã tư sang hài chính là vì đôi vì khá không còn nhận được ăn uống mà phải chết uống đấy là như lại nói qua chính thơ chết uống như thế còn nhiều vô cơ các thứ chết uống nói sao cho xiết lại còn đây nữa mà kia chủ lệnh giữ số dư tên thế gian nếu những hồ tên và nhân tội như vấn yêu ngồn hình và nhuộn tâm báo hòa pháp vua hoàng quỳ ca tính giới thì vua diêm mang thì tội năng nhẹ xét mà xử phạt vì thế ta nay quyên những hữu tình hèn ra hướng phóng sanh từ phước cho hòa khỏi khổ ách chẳng gặp tai nạn bấy giờ trong chúng có 12 vị đại tướng vượt so điều ngồi ở hội ấy là các vị đại tướng công tỷ la đại tướng hoàng chiến la đại tướng huế si la đại tướng an nể la đại tướng an nể la đại tướng sang đệ la đại tướng nhân đạt la đại tướng ba di la đại tướng ma hổ la đại tướng chân đạt la đại tướng chiêu đồ la đại tướng tùy yết la 12 vị này đại tướng vừa so mọi vị đều có 7000 vượt so làm quyền đồ đông thời lớn tiếng mà bánh vẫn ngàn lai đứng thế tông chúng con ngày nay nhờ quay lưng quan được khá danh nèo đứng thế tông vừa so lâu lý quan như lai chẳng còn có sợ còn bao nhau đến cùng một lòng quý y phật quan thắng cho đến đến đời tài sinh gánh giác hạ tài hữu thành làm diện nghĩa lợi thành thì là nước rừng cây vắng lặng mà có kinh này bạn qua đến nơi rồi có người nào to thì danh liệu đức thế tôn vừa thử lâu lấy hoàng như lại cung kính cúng dường quyền tự chúng con về người ấy khiến cho giải thoát tại khổ nạn có cầu nguyện gì đều được đầy cả hoặc có ai cầu thoát khỏi bệnh tật ách nạn cùng đạo tụng kinh này lấy thì ngũ sắc mà kết thành chữ tên của chúng con được như nguyện rồi hai cởi ra bây giờ thế tôn khen ngài các vị đại tướng vừa xóa ngài liền nói rằng hay lắm tương đại vừa xóa trong đoàn cả ông vì nhờ vào đức thế tôn vừa sư liên quan như
được lợi ích yên vui hết thảy hữu tình. Bây giờ A Nan và Đức Phật rằng lại Đức Thế Tôn, pháp môn này đặt tên là gì và chúng con phải phụng trì thế nào? Phật bảo A Nan, pháp môn này là pháp nối con đường ban nguyện của các đức dược sư Lũ Ly Quang Như Lai, rồi là pháp nối những thần chúa kết nguyện của 12 vị thần. Lời ân hộ tên cũng gọi là pháp vàng đường hạ tại mọi thứ nghiệp chướng nên cùng trì đúng như nghe như thế. Khi vàng già vàng nói lời ấy rồi càng đại Bồ Tát và đại thánh văn ân bà la môn cư sĩ thiên long dược xoa càng thác bà a tố lạc yết lộ trà khẩn nay lạc mạc hộ lạc và nhân và y nhân ha tai đại chúng nghe rồi Phật nói điều tình diệu dân lân hồi dược sư giang rừng thần quan tám vì bồ tát giang cá thường bay dĩ bằng tiếng dương nhận nguyện hồi quang quang bốn tòa an khang dược sư Phật, dược sư Phật tiêu tái diên thọ, dược sư Phật 12 đại tướng dược so giúp Phật tiên truyền truyền xa cớ thành tên cầu nguyện được chú diên rửa sạch quan khiên phước thọ khang hiện nam bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kinh đối trước Phật đại cầu giải kiết dược sư Phật, dược sư Phật tiêu tai diên thọ, dược sư Phật tỳ tâm mãn nguyện. Nam mô tiêu tai diên thọ dược sư Phật, nam mô tiêu tai diên thọ dược sư Phật, nam mô tiêu tai diên thọ dược sư Phật. 12 nguyện lớn giáo chủ đồng hương bốn chính đèn soi sáng đàn trường bài bài tài nạn đưa tó trừ nam mô dược sư ai oai phật bồ tát nam mô tiêu tai diên thọ dược sư phật nam mô tiêu tai diên thọ dược sư phật nam mô tiêu tai diên thọ dược sư phật nam mô nhật quang viên chiêu bồ tát nam mô nhật quang viên chiêu bồ tát nam mô nhật quang viên chiêu nam mô nguyện quang viên chiêu bồ tát nam mô nguyện quang viên chiêu bồ tát nam mô nguyện quang viên chiếu bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát nam mô thanh tịnh đại hải chúng bồ tát ma văn nhà ma la mần ra tâm kinh quang từ tại bồ tát hành tâm văn nhà ma la mần ra thời kiền ngô quấn giới khó rồi nhận ánh khó ý ra ra tấn thị không không tấn thị sáng tỏ tưởng hành tấn diện môn như thế xá là từ thị chư bố không tu san ba diệt bố có bố thành bố thoát qua dạng thị có không trung vô sát vô thọ tưởng hành thức vô nhân nhị thị thiệu thoáng ý vô sát thứ nương vì chủ pháp vô nhân giới này trí vô ý thứ giới vô minh về vô minh tận từ thân vô cổ tạp viền đã vô trí diệt vô đắng di vô sờ đắc cô bồ đề tăng đó y ban nhà ba la mừng ra cô tâm vô ngoài ngài vô ngoài ngài cô vô cùng bố viền lê điên đào mộng tương cô canh niết bàn tam thế chư đã la tam miếu tam bồ đề cố tri ban nhã ba la mừng ra thì đại thần trú thì đại minh trú thì vô lượng trú thì vô đẳng đẳng trú năng trừ như thiết khổ chân thiệt bất hư cô thiết hiện đề a la hiện đế a la tăng hiện đế bồ đề tát hòa nam mô a di đà và ta và nhà đã điện và ta di đi đô và thầy a di đi đó tam và thầy ta ga lệ ta ba ha nam mô a di đà bà dạ ra tha dạ ra dạ ra điệt dạ tha a thế a di đà ra tham tham ma thế a di đà thế ga lang đế a di đà thế ga lang đế a di đà
và nhà nay đã nghe lại ta và nắm mô A Di Đà. Nguyện từ bi vô lượng cứu
quần xanh hỏi từ lâu qua chốn ông mình dám giữ mãi con nguyện ra khỏi theo rốt ngày vượt qua khổ ai nương thiền từ dưỡng bế ai hạ nhớ lời ngài bờ giác không xa anh thập thiên cho đời tươi sáng và việc cho đời quang đãng đem phúng lành gieo gắn phàm nhân vạn rơi mãi bên lòng má con nguyện được xong đời gồng gái con niệm Phật để lòng nhớ mãi hình bóng người cứu khổ chúng sanh để theo ngài trên bước đường lành chúng con có nguyện sanh cứu khổ chúng con có nguyện sanh từ đâu ngoài tham sân si mạng ngập trời pha si mê trí huệ sáng ngời con nhớ Đức Di Đà Lạc Quân Phật A Di Đà Thân Ca cuối sinh Đức Từ Bi Tiếp Độ. Cũng ngồi luôn hay sao? Hoàng nguyện công đức thù thắng hành vô biên thắng bước dài hồi hướng vô biên pháp giới chư chúng sanh to quang vô lượng quang Phật xá nguyện thiếu tam chương trừ phiền tình độ trung a cửu phẩm liên hoa diệu vô mẫu a hoa cái kiến hoàng ngũ vô sanh bằng tội bồ tát vi vàng nữ nguyện di thờ công đức đấng a phổ cấp những thiên a ngà đàn dự chúng sanh a giai cộng thành phật a nam mô đông phương giáo chủ tiêu tai duyên thọ dược sư lưu ly quang vương Phật tác đại chứng minh nam mô phước long đường thượng chư tôn khai sơn tạo tử truyền giới truyền giáo tác đại chứng minh nam mô đường sơn bổn sư chư tôn giáo hội già lam thanh chúng chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni nhị bộ hiện tiền tác đại chứng minh nam mô đại lão tam hiền tứ thánh chư vị Phật tử vị pháp dòng thân chư vị Phật tử mạnh thường quân nam nữ Phật tử đạo tràng trì tùng công phu công quả thành tụ công đức tác đại chứng minh kiếp thời thị nhật lâm phước long quý nhật tôn sư lễ đại thỉnh hồng chung lễ kỳ an kỳ siêu kim thời trai chủ lương khu nguyện văn sinh yêu nữ nguyện thanh nhiên nguyện thanh huệ hiền tế quỳnh công thái nguyện khắc việt ngoại tôn huỳnh nguyện cao tới nguyện khắc di hiệp toàn gia quyên thuộc thành tâm bao hiếu thiết lễ trai nghi trì tùng dược sư hoàng đàn hồi hướng công đức
Ô bà di giới tánh trần thị thanh trung nhất vị chánh hồn quy tam bảo khắp danh diệu huệ quang mạng sanh đinh mùi niên hưởng dương ngũ thập tam tế vạn ư kỷ hợi niên chánh hoạt thập lục nhật mạng thời quý tây nguyện chơn linh trưởng thừa tam bảo lực quy chí đạn tiền tinh phá kinh văn tốc xả mê đồ vạn sanh tình chư vị chơn linh phật tử ký tự phước long nương đàn dược sư hoàng nguyện thần sang khắp mười phương hào quang chói rọi mọi chúng sanh nương theo Phật tổ đều giác ngộ vãng sanh Tây phương tịnh quốc hiện tiền chư Phật tử phát đại bồ đề tâm trì tụng kinh dược sư bổn nguyện thành tổ công đức trang nghiêm hiện kiếp tai qua nạn khóc sợ nguyện tùy tâm kiết tường như ý nguyện vị thở công đức hồi hướng thượng chúc quốc dân Phật Nhật tăng quy pháp lưng thường chuyên không điều vũ thần quốc thời dân an gia gia vô cơ cần chiêu thiền sư sư hưởng bình nghiêu thính nhật tư phương lợi lạc ngũ cốc phong vinh tinh thí đàn na tăng long phúc thọ đại chúng quân tu phước huệ thành tổ công đức trang nghiêm tự tánh thành tổ tận thử nhất bao thân đồng cư tình quốc âm siêu dương thành hải yến hà thanh pháp giới chúng sanh giới cộng thành vạn đạo nam mô a di đà thành tâm lễ tam bảo tất tam mi bởi nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phận đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, mời đại đức Nhân Bảo đến trước lễ đường để dâng lời cảm tạ tri ân trong cái lễ quần đàn dược sư sáng hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Phước Long Đường Thượng Chư Lịch Đại Tổ Sư Khai Sơn Tạo Tự Truyền Giáo Truyền Giới Mật Thị Chứng Giám. Cung kính lãnh lễ Chư Tôn Hòa Thượng Trưởng Lão, Chư Tôn
Hòa Thượng Thượng Tọa Đại Đức Tăng Từ Mẫn chứng minh. Hôm nay chư Tăng Phật tử đạo tràng chùa Phước Long chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ dâng lời tác bạch cũng như tạ đàn dược sư. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ôi từ phụ cha lành chung bốn cõi, thương chúng sanh ngài thị hiện ta bà. Diệt khổ đau người đi tìm nguồn cội, cứu muôn loài ngài dứt bỏ xa hoa. Kính bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni nhị bộ chứng minh. Kính thưa toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử gần xa thân mến, hôm nay nhân ngày mùng 3 tháng 3 năm Kỷ Hợi Phật lịch 2 năm 63, thời gian thấm thoát trôi mau, mới ngày nào đây chúng con cùng ban tổ chức thượng tọa nguyện chủ cùng câu hội về chùa Phước Long Cổ Tự dự lễ khai đàn dược sư Thất Châu trong dịp đầu xuân mới. Nam nữ Phật tử huynh đệ tứ chúng chúng con, và hôm nay chúng con đại diện nam nữ Phật tử dâng lên lời mãn đàn dược sư. Mà nay đã 63 ngày trôi qua, nay đến ngày quần đàn dược sư Thất Châu, cầu an cho quản gia bá tánh được an cư lạc nghiệp, và cầu quốc thế dân an, thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Cầu nguyện mưa thuận gió hòa, mùa màng thịnh vượng, và nhân dân ấm no hạnh phúc yên vui. Và đồng thời chúng con muốn đền đáp công ơn của chư tổ đã dày công xây dựng khai sơn ngôi già lam cổ tự này. Nhân ngày lễ lễ quần đàn dược sư quý kỵ hòa thượng tổ sư chúng con, thành kính tri ân công đức của chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni nhị bộ. Vì tuổi già sức yếu, Phật sự đa đoan, không quản ngại đường xá xa xôi, mà dành thời gian quý báu chiếu cố quan lâm đến bổn tự chúng con để tham dự lễ, cũng như chứng minh trai đàn dược sư cầu nguyện cho quốc thế dân an. Chúng con cũng không quên ăn đức của chư thượng tọa chủ trì cũng như chư tôn đức tăng chùa Phước Long đã kiến tạo đàn dược sư Thất Châu, tạo điều kiện tu học cho chúng con có nhân duyên dược tụng dược sư kinh, dược sư chú, kinh trì chú dược sư, dân dược sư đàn, thực hành theo lời Phật dạy. Kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể liệt quý vị, trong khung cảnh trang nghiêm thanh tịnh của đạo tràng, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật hiện tọa đạo tràng, dưới ánh từ bi của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, khói hương thơm nghi ngút nguyện theo ánh nến lung linh, và những cành hoa tươi thắm làm tăng thêm mùi hương vị đạo giải thoát của đàn Dược Sư Thất Châu. Ơn sinh dưỡng như biển cát mênh mông, đến bao giờ đếm được cho cùng. Hôm nay đảnh lễ Thế Tôn, trước Phật Đài thành tâm phát nguyện, lòng hiếu muôn đời không hề lãng phai. Theo nay, hôm nay y theo lực y như pháp, chúng con thành tâm sắm sanh chút ít trai nghi, hương đăng hoa quả tịnh tài, trước dâng lên cúng dường chư Phật chư Tổ, sau cúng dường chư Tôn hiện thiện tịnh đức tăng và nhị bộ chứng minh. Chúng con xin hồi hướng phước báo này đến cha mẹ hiện tiền và lục thân quyến thuộc của chúng con, tật bệnh nghiệp chướng đều được tiêu trừ, tăng phước tăng thọ, gia đình sum họp hạnh phúc an vui, quản sự kết thường như ý, và cầu nguyện cho củ quyền tất tổ được siêu sanh tịnh độ, quảng sanh về Tây Phương, và tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo. Đồng thời nhân lễ chung thất trai thần kỳ siêu phong linh Nguyễn Thị Thanh Trung, pháp danh Diệu Huệ Quân Sanh Đinh Mùi Niên, hưởng dương ngũ thập tam tế từ ngày 16 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, được nhẹ nhàng dạo gót Tây Phương cảnh, ngũ nghiệp văn du thận thịnh ban. Ngưỡng mong chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng ni
vị Bồ chứng minh và nạp thọ cho chúng con được ăn chiêm công đức. Chúng con xin kính chúc chư tôn thiền đức tăng sức khỏe dồi dào, pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ, tuổi thọ miên trường, mãi mãi là bóng cây đại thọ che chở chúng con trên bước đường tu nhân học Phật giải thoát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. A Di Đà Phật. Vừa qua đại đức Nhuận Bảo thay lời ban tổ chức dâng lời cảm tạ tri ân lễ đàn dược sư. Hôm nay chúng con cung thỉnh chư tôn hòa thượng chư thượng tòa đại đức tăng hiệp trưởng niệm danh hiệu đức dược sư Lưu Ly Văn Dương Như Lai ba lần để chứng minh A Di Đà Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. A Di Đà Phật. Chư tôn đức nên niệm Phật chứng minh thứ khả rồi. Vậy giờ này chư đại đức Nhuận Bảo chư tôn đức đảnh lễ tri ân. Nhất tam đảnh lễ nam mô hiện tọa đạo tràng chư tôn tình đức tăng già ta mà bái nguyện đêm con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đại chứng minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Hiền Liên Tôn Giả Bồ Tát Tát Đại chứng minh. Cha mẹ ân thâm tở đất trời, nuôi con lao nhọc chẳng đầy vơi, mở vòng tay lớn vì con trẻ, hướng dẫn con đi suốt cuộc đời. Kính bạch quý ngài, ngược dòng thời gian cách đây hơn 47 ngày trôi qua, sắp đến ngày chung thất trai tần của gia đình của chúng con. Hôm nay nhân lễ lễ thất chung thất trai tần, phục vị hương linh tánh trạng thị thanh trung, pháp danh Diệu Huệ, hưởng dương 53 tuổi. Hôm nay gia đình của chúng con nhân dịp lễ quần đàn dược sư Võ Tổ, quý kỵ hòa thượng tổ sư sư ông khoáng tình tại tổ đình chùa Phúc Long Cổ Tự. Hôm nay xin đại diện gia đình của chúng con dâng lên lời tác bạch chí thành chí kính ngưỡng mong quý chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni nhị bộ chứng minh cho gia đình chúng con đại diện dâng lời tác bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn hòa thượng chư Phật tọa đại đức tăng ni, hôm nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ xin tác bạch. Kính bạch chư tôn thiền đức, 49 ngày qua giữa cõi đời, con như cánh nhạn sống chơi vơi, âm dương giới tuyến phân đôi nẻo, mất mẹ là con mất đất trời. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã 49 ngày xa cách. Từ khi mẹ già khuất bóng, con như cánh nhạn bơ vơ lạc lõng giữa dòng đời, nghe trống lạnh cô đơn trong giữa lúc đêm về, phải chăng có mẹ là con có đất trời, có tình thương lớn khắp muôn nơi. Mẹ hiền hiệu hữu niềm hạnh phúc là cõi trần gian cõi tuyệt vời. Nay nhưng có ai ngăn được dòng nước thời gian ngừng chảy, cũng như có ai ôm giữ được hạnh phúc yêu thương cho song thân sống mãi trên đời. Dẫu rằng giờ đây con không còn thơ dại, nhưng mẹ mất rồi thì nghìn thu vĩnh biệt không bao giờ tìm lại được bóng thân mẫu. Sen tàn rồi, sen năm sen lại nở, mẹ mất rồi không trở lại người ơi. Dòng nước mắt thay cho lời tâm sự đối với người học Phật chúng con. Vẫn biết chữ tử quy sanh ký, hợp rồi tan tịnh lý vô thường, nhưng sao lòng mãi vấn vương, nhìn lên di ảnh nhớ thương mẹ già. Mẹ là người đã dạy cho con vai mượn vóc hình, đưa con vào đời để giờ đây con có duyên học đạo giải thoát. Ân đức của mẹ không biết lấy chi đền đáp. Nếu như hơi thở con còn rô ra, nhịp tim con còn lên xuống, thì con vẫn còn mang nặng nghĩa ân này. Nhìn cảnh vật còn đây, ngôi nhà xưa còn đó, nhưng bóng mẹ hiền đã quốc dạng kể từ đây. Có còn chăng đó là lập lòe đốm lửa lò hương, mong mang làn khói vấn vương tro hồng. Mồ hoang phủ lớp rêu phong, đất vàng một năm gợi lòng con đau.
với vết thương thương lòng chưa khuây khỏa nỗi ưu tư còn nặng trĩu tâm hồn. Khi nghĩ đến vong linh của thân mẫu giờ này có được thảnh thơi nơi bên kia thế giới hay đang bị đọa đày trong cảnh khổ lao lung, cũng bởi vì lo cho con mà suốt đời tạo nghiệp, nghĩ đến đó con bồi hồi xót dạ, biết làm gì đây để đáp tạ thâm tình. Khi hai nẻo âm dương nay đà chia cách, giờ đây khó được tương phùng, âm dương hai nẻo muôn trùng cách xa, nhớ ân hoạn dưỡng mẹ cha, đê đầu quy mạng tăng già chứng minh. Vâng lời Phật dạy tạm gác niềm sầu, noi theo gương hạnh của Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Hôm nay nhân ngày chung thất chi tuần của thân mẫu, chúng con thành tâm sắm sanh phẩm vật, thiết lễ trai tăng tiên cúng dường thập phương Phật. Thứ chúng hiện tiền chư tôn đức tăng ni, nguyện đem công đức này hồi hướng kỳ siêu cho hương linh thân mẫu chúng con. Trần Thị Thanh Trung pháp danh Diệu Huệ, hưởng dương 53 tuổi, nguyện hương linh thừa tư thiện phước, tóc thoát ta bà, tỏa đăng tịnh cảnh, ngưỡng mong quý ngài. Thùy từ ai mẫn chứng minh, hứa khả nạp thọ cho sự như pháp cúng dường này, để chúng con được ngồi nhuần công đức. Nam mô Bổn Sư Nam Nô Khổ Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đường Thượng Tổ Sư Khai Sơn Đạo Tự Phước Long Tự Chứng Minh. Nam mô U Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Bạc Minh Đồ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả Chứng Minh. A Di Đà Phật. Kính cung kính chư tôn hòa thượng đại lão, hòa thượng chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni Hiện Tọa Đạo Tràng Chứng Minh Công Đức hôm nay. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể gia đình tăng chủ và người thân của hương linh Trần Thị Thanh Trung. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị trở về nơi Phước Long Khổ Tự, cũng là ngày nơi quần đàn dược sư nơi Phước Long này tổ chức hôm đầu xuân tới nay. Nay là ngày quần đàn mà mấy con cũng có cái duyên để hướng về Tam Bảo, để trở về nơi Phước Long này tùng sự, để dâng lên cúng dường Tam Bảo, để mà báo hiếu cho người thân của mình. Bởi vì trong kinh có nói rằng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Thật ra quý thai cho mấy con hôm nay muốn báo đáp công ơn của cha mẹ, công đức sanh thành dưỡng dục cù lao hết sức là nặng nề của cha và mẹ sanh ra. Hôm nay chúng ta nhớ được cái ơn đó mà theo cái gương hiếu hạnh của Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả, để rồi nương tựa vào Tam Bảo. Nếu người còn sống và người quá giảng thì hôm nay mấy con biết làm sao. Mấy con chỉ có cái chữ hiếu là quan trọng nhất, là hạnh hiếu, tâm hiếu, hạnh là kính hiếu, là đạo hiếu. Mà mấy con hôm nay được cái duyên lành Thanh Trung này, được cái phước báo là ngài hiện tiền, ngài cũng là được quy Tam Bảo, được pháp danh là Diệu Huệ. Rồi bây giờ hôm nay ngài để mà của ngài quá giảng quả hài về cảnh giới tình độ mà các con và người thân ở lại biết được báo hiếu này, nương tựa vào Tam Bảo để lập công làm phước đức. Và như cũng như kể chư tôn thiền đức, hôm nay đây là cái Phước Long Khổ Tự, chư tôn thiền đức về đây rất đông. Đó là một cái gọi là đức chúng duyên hải, một vị niệm Phật với con được thù thắng rồi. Thầy xin thay lời chư tôn thiền đức đại lao để có đôi lời. Đây cũng có đại lão hòa thượng của Chứng Minh của tỉnh Tiền Giang, và cũng có ở Long An, mà cử thầy để đại lao chư tôn đức để chứng minh công cái sự làm của mấy con báo hiếu cho cha mẹ của mình và cứu quyền thất tổ. Mấy con là nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng độc thọ khai qua dạng thọ hương. Trong gia đình của mấy con có một người biết tạo được công đức, đó là 1000 người kia được hưởng. Người quá giảng nhờ công đức này mà được siêu sanh về cảnh giới tịnh độ. Người hiện tiền nhờ công đức này mà tăng thọ tăng phước, đem lành đỉnh giữ tiêu tăng tay qua nạn khỏi. A Di Đà Phật. Đó là một cái sự
mấy con làm đúng trong chánh pháp, theo cái hạnh của Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn giả. Mấy con biết tại sao Đại Hiếu Mục Kiền Liên cứu mẹ Ngài là có lục thông mà cứu mẹ ra khỏi cảnh đau khổ không được hay không? Mà nhờ mười phương chư Phật, mười phương chư Pháp, mười phương chư Tăng, gọi là thần lực của mười phương Tăng là quan trọng lắm. Mà hôm nay mấy con có mười phương Tăng mà mấy con dòm thấy trên này là mấy chục Tăng Ni. Đó là mấy con thấy phước báo vô lượng vô biên. Mấy con xả ái tài, dâng lên cúng dường Tam Bảo để lập công cái phước đức này, gieo cái duyên. Chùa là ruộng phước, Tăng là ruộng phước. Mấy con gieo duyên lên để tạo cái phước này, để hồi hướng lại cho mẹ mình và cứu quyền thất tổ. Đó là một cái quý báo Thầy hết sức là chứng minh và khâm khen cho. Đây có Đại Đức Thầy Bảo để hướng dẫn mấy con. Và đồng thời hôm nay cũng có một vị thí chủ, Đại Thí Chủ Thầy hết sức là hoan hỷ. Hoan hỷ là vui mừng. Là Đức Phật nói rằng xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, trong ba việc ấy thập phương nên làm. Nay có một vị Đại Thí Chủ phát tâm cúng dường nơi đây là cái đại thần chung là mấy ngàn ký. Đó là một cái công đức rất to. Cho nên hôm nay trùng sự này mà Đại Thí Chủ về đây, để rồi Ngài Quần Đàn Dược Sư để dâng lên cúng dường tinh tài tinh vật, và đồng thời nữa để cúng dường Chay Tăng dâng lên cúng dường. Thưa Thầy, hôm nay thay lời chư Tôn Thiền Đức hoan hỷ chứng minh và nạp thọ cho quý vị cái lễ cúng dường hôm nay, là cầu nguyện trên chứng minh gia hộ và Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát diệu độ cho hương linh Trần Thị Thanh Trung là quy Tam Bảo. Mấy con quy Tam Bảo là mấy con biết không? Quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy y Phật bắt đọa địa ngục, quy y Pháp bắt đọa ngạ quỷ, quy y Tăng bắt đọa bằng sanh. Hôm nay cái vị này hết sức là ông Thanh Trung này có cái duyên rất lớn và biết được hồi còn hiện tiền được quy Tam Bảo. Hôm nay Ngài ra đi là gọi là cái nhục thân này để mà trở về cảnh giới chân không rồi, mà được người thân biết được đạo pháp, biết được công đức nương tựa vào Tam Bảo mà lập công là công đức cúng dường Chay Tăng hôm nay, Thầy hết sức là hoan hỷ. Đó là một vị hết sức là quan trọng. A Di Đà Phật, hôm nay Thầy nói cho chứng minh thời gian nó có hạn quá, hơi trưa thôi Thầy nói sơ lược. Giờ này cho Thầy xin phép và căn dặn lại cái hương linh đôi lời. Nam Mô A Di Đà Phật. Này hương linh là Trần Thị Thanh Trung, pháp danh là Diệu Huệ. Nghe lời Thầy nói nè, Thầy xin thay lời chư Tôn Thiền Đức hiện thiền có mặt hôm nay căn dặn cho con nè. Con Hữu Dương là 53 tuổi đó, hôm nay con nên nhớ nghe Thầy dặn nè. Đức Phật nói rằng là sanh giả không thì tử giả không. Chúng ta không có cái gì của ta hết. Hôm nay ta có sắc na này ở cõi Ta Bà đây, ta có cái thân này rồi, ta phải có chồng, có vợ, có con, có gia đình, có vàng, có bạc, có của, có cải, tài sản. Hôm nay Đức Phật nói sanh giả không thì tử giả không. Hôm nay vậy Thầy xin nhắc nhở cho con hãy tinh tấn. Đức Phật A Di Đà có cho con 6 bốn báo quan trọng lớn nhất là Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì Thanh Trung hãy nghe Thầy dặn cho con là được pháp danh là Diệu Huệ nè. Con hãy bỏ tất cả, hãy quên tất cả, đừng có lưu luyến tất cả của mình đã tạo ở thế gian này. Nếu con lưu luyến cái phần nào thì con ở cũng giữ phần nấy. Con nhớ nhà, con thương nhà thì con ở lại giữ nhà, mà con thương con đứa nào con ở giữ đứa đó. Còn con mến vàng bạc thì con ở lại, con chuyển kiếp ở lại đây không được vãng sanh. Vậy con buông bỏ tất cả hết, con phải niệm Phật cho tinh tấn. Hãy niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho được thanh tịnh và tinh tấn. Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát thấy con có đạo hạnh để tinh tấn tu hành thì rước con về để chầu với Đức A Di Đà được vãng sanh về cực lạc. Vậy thì Thầy dặn cho con luôn luôn lúc nào cũng hướng về Tam Bảo, hướng về Đức A Di Đà mà lo tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi Thầy dứt lời, lại cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo mười phương chư Phật gia hộ cho con hôm nay được có cái công đức này để hồi hướng lại cửu quyền tất tổ nội ngoại tiên linh của con nhiều đời quá giảng, cũng nhờ công đức này mà siêu sanh về cảnh giới tịnh độ. Những vị hiện tiền nhờ công đức này mà tăng thọ tăng phước lành đến giữ tiêu tan tai qua nạn khỏi, gia đình thương thạnh quyến thuộc đụng đoàn viên, sở nguyện thị tâm sẽ cầu như ý. Đồng thời hôm nay có Đại Thí Chủ
có đại đức đại hồng hồng chung hôm nay có mặt đây, thầy cũng cầu nguyện cái người em hay là người anh của con đó là đại thí chủ, đồng thời có con đó nữa, nhờ cái công đức này, đức đại hồng chung này hết sức là công đức to tát, là thầy cầu nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho gia đình của con đêm ngày sáu khắc đều được an lành tất cả hết, và luôn luôn lúc nào sự nghiệp của con gặp sự may mắn an vui và thuận lợi tất cả, luôn luôn lúc nào cũng như thế vậy. Vậy trước khi dứt lời, mấy con chắp tay hiệp trưởng niệm với thầy ba miếng ba lần để mà cầu nguyện từ bi chứng minh Đức A Di Đà, Đức Thích Ca chứng minh cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.